Thời gian qua, huyện Thuận Châu đã tập trung rà soát cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động và phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng lợi thế của huyện như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Hiện nay trên địa bàn huyện Thuận Châu có 84 doanh nghiệp, 53 hợp tác xã đang hoạt động để các doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả huyện thuận châu tăng cường tuyên truyền pháp luật đối với doanh nghiệp hợp tác xã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp hợp tác xã các chính sách hỗ trợ về đất đai vốn thuế các cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất, mở rộng quy mô, phát triển số lượng thành viên, tăng cường hợp tác liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh khâu sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản sau thu hoạch. Năm 2022, toàn huyện và đấu thành lập mới ít nhất 10 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã gắn với củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã đã thành lập.